Đại kiếp Tân Ninh. Chính tôi được nghe một thời Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Về phương nam nước Xá Vệ có một nước tên là Chiêm Địa. Ông vua nước đó tên là Kiếp Tân Ninh, con trai ông tên là Đại Kiếp Tân Ninh. Trí óc thông sáng, sức lực khỏe mạnh. Sau khi nhà vua băng hà, Thái tử Đại Kiếp Tân Ninh lên nối ngôi, thống trị 36.000 nước, quân lính rất nhiều, thiên hạ vô địch, tiếng anh hùng đã lừng lẫy bốn phương. Nhưng xứ Trung Quốc họ không tùng phục. Bấy giờ có một người lái buôn đến nước Kim Địa buôn bán, đem dân vua 4 tứ lụa bạch điệp rất tốt. Vua nhận rồi hỏi rằng: vật này mua ở xứ nào? Tâu bệ hạ, mua ở Trung Quốc. Trung Quốc tên gì? Tâu bệ hạ, tên là La Diệt Kỳ Xá Vệ và còn nhiều nước khác nữa. Các vua xứ Trung Quốc, tại sao không đem lụa này dâng cho ta? Tâu bệ hạ, vì thế lực của họ chẳng kém gì bệ hạ nên họ không dâng. Vua Kim Địa thầm nghĩ như vậy: thế lực của ta có thể toàn thu được thiên hạ về một mối, họ không chịu thần phục ta, ta sẽ cử đại hùng binh sang đánh họ. Nghĩ xong hỏi lái buôn rằng: các nước xứ Trung Quốc, nước nào lớn hơn và hùng mạnh hơn? Tâu bệ hạ, nước Xá Vệ lớn nhất và hùng mạnh nhất. Tốt lắm, trẫm nhận lễ vật này của ngươi, cho ngươi lui. Tâu bệ hạ, con xin cáo lui. Nhà vua thảo tờ chiếu chỉ, sai người mang sang cho vua Ba Tư Nặc như sau: hỡi vua Ba Tư Nặc, ông nên biết nước ta hùng mạnh khắp cõi Diêm Phù Đề, nhưng ông không chịu thuần phục. Ta sai người mang chiếu chỉ này báo cho ông biết, nếu ông đương nằm nghe thấy chiếu chỉ của ta đến thì phải ngồi dậy ngay, nếu đương ngồi phải đứng dậy ngay, nếu đương ăn phải nhổ ra ngay, nếu đương tắm phải quấn tóc lại ngay, nếu đương đứng phải chạy đến đỡ lấy ngay. Nếu ông không theo đúng lời nói đây, ta sẽ đem đại hùng binh sang tiêu diệt nước của ông sau 7 ngày nữa. Vua Ba Tư Nặc tiếp được tờ chiếu chỉ của vua Kim Địa, sợ toát mồ hôi, bối rối không biết nghĩ sao, liền đi cầu Phật giải quyết. Vua bạch Phật rằng: kính lại Đức Thế Tôn, vua Kim Địa cậy sức hùng mạnh, hẹn 7 ngày nữa sẽ đem binh sang đánh. Con vừa nhận được chiến thư, cuối xin Đức Thế Tôn xét cho. Phật dạy: đại vương đừng lo, và hãy về bảo với sứ giả rằng đại vương cũng có thân với một ông đại vương hùng mạnh, ông đó theo Phật giáo và cũng ở gần đây, vậy mời sứ giả mang tờ chiếu này đến cho đại vương ấy coi. Sứ giả đi cùng vua Ba Tư Nặc đến rừng Kỳ Hoàng. Đức Thế Tôn tự biến ra vua chuyển luân, sai ông Mục Kiền Liên là một vị đại tướng cầm quân, cơ nào đội ấy rất hùng mạnh. Biến rừng Kỳ Hoàng ra một cái thành lớn bằng thất bảo, chung quanh thành có 7 lần hào lũy, thành có 7 lần hàng cây cũng bằng thất bảo, dưới hào có hoa sen đủ các sắc, quang minh sáng sủa, các cung điện trong thành thuần bằng thất bảo. Vua chuyển luân ngồi trên bảo điện tôn nghiêm đáng sợ. Sứ giả vào tới thành, nhìn thấy vua chuyển luân lẫm liệt như ông tiên đế thích trên cung trời Đao Lợi, tâm hồn kinh ngạc sợ hãi, thầm nghĩ như vậy: vua Kim Địa vô cớ lại rước họa vào thân. Vừa run vừa sợ, không biết tính cách gì nói cho tiện, bèn quỳ xuống dâng lá thư thưa rằng: kính tâu đại vương, con là sứ thần của vua Kim Địa, nay tuân mạng dâng bức thư này lên đại vương. Vua chuyển luân dứt tờ thơ ấy xuống đất, đạp lên trên và nói: ta là một đại vương thống trị 4 thiên hạ, vua của ngươi điên cuồng sao dám vô lễ. Hãy về ngay và bảo cho vua nhà ngươi biết rằng, mau mau đến triều cống nước ta, đang nằm
nghe thấy lời ta đến, phải ngồi dậy ngay, đang đứng phải bước lại ngay. Hẹn 7 ngày nữa phải đến, nếu trái lệnh ta thì phải chết, đừng hối hận. Dạ, Mu Tâu đại vương, hạ thần xin phụng mạng. Sứ giả về nước nhà, Tâu Du Kim Địa những lời nói trên và trình bày thế lực cho nghe. Vua Kim Địa nghe xong núng thế, tự trách mình đã quá kiêu ngạo, rồi thảo thơ đi mời các vua nước nhỏ đến để đi ý kiến vua Chuyển Luân, tức là Đức Phật. Song hãy còn ngờ, bèn sai sứ đến tâu rằng: Tâu bệ hạ, tiểu vương Kim Địa phái hạ thần đến đây kêu với bệ hạ đưa 36.000 vua các nước đến ý kiến, hay là chỉ cho các vị vua ấy đi một nửa, xin cho hạ thần được rõ. Đại vương đáp: Cho để lại một nửa và tới đây một nửa. Sứ giả bèn về tâu rằng: Tâu bệ hạ, đại vương cho để lại một nửa, chỉ sang một nửa mà thôi. Vua Kim Địa sửa soạn binh nhung đầy đủ lương thực và đưa 18.000 vua nước nhỏ sang. Tới nơi thấy thành quách trang nghiêm, thuần bằng thất bảo, quân đội hùng mạnh. Vua Chuyển Luân như ông trời đế thích, oai phong lẫm liệt, cảnh giới không khác thiên cung. Song lại nghĩ như vậy: đức tướng và cảnh giới tuy hơn, nhưng lực lượng chưa chắc đã hơn ta. Vua Chuyển Luân biết ý nghĩ của ông như vậy, sai quân lấy cung cho vua Kim Địa dương thử. Kim Địa cầm cung, dương không nổi. Thấy dương không nổi, vua Chuyển Luân cầm lấy cung dương lên như bỡn, rồi ngài trao cho Kim Địa bắn thử, nhưng bắn không nổi. Vua Chuyển Luân cầm lấy cung bắn, phát ra tiếng kêu làm chấn động 3.000 thế giới, lại bắn thêm một phát nữa, hóa ra 5 mũi tên. Các đầu tên đều tỏa ra vô số quang minh, trên đầu tia sáng đều có các hoa sen lớn to như dành bánh xe. Trên mỗi một hoa đều có một ông Chuyển Luân Vương ngồi tòa thất bảo, ngọc nữ đông đủ. Những tia sáng của hoa làm đoạt ánh sáng mặt trời, mặt trăng trong 3.000 cõi. Hào quang ấy làm cho tất cả chúng sinh trong 5 thú được lợi ích. Trên các cõi trời, những người được thấy ánh hào quang và được nghe thuyết pháp, thân tâm họ đều được thanh tịnh an vui. Rồi có người đắc quả thứ hai hoặc thứ ba, cũng có người phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, dự vào ngôi bất khoái. Những chúng sinh ở đạo người được thấy hào quang và nghe tiếng thuyết pháp, ai nấy đều vui mừng. Sao có người đắc nhị quả hoặc tam quả, cũng có người phát tâm xuất gia và phát tâm cầu đạo vô thượng bồ đề, dự vào ngôi bất thoái. Trong loài ngạ quỷ được thấy hào quang này và nghe tiếng thuyết pháp, đều tiêu hết nghiệp chướng, thân tâm an lạc, nhiệt não tiêu tan, phát sinh tâm tôn kính Đức Phật. Họ đều được giải thoát loài ngạ quỷ, sinh lên thiên đường hoặc sinh cõi nhân gian. Loài súc sinh được gặp ánh quang minh này, lòng tham dục sân si tự nhiên tiêu diệt, sinh lòng tôn kính Đức Phật, đều thoát khỏi loài súc sinh, hóa sinh về cõi người, cõi trời. Những người trong địa ngục được gặp ánh quang minh này, kẻ rét được ấm áp, kẻ nóng được mát mẻ, kẻ đau khổ được an lành, thân tâm vui sướng, kính mến Phật, liền thoát khỏi địa ngục, sinh về cõi người, cõi trời. Đại kiếp Tân Ninh và các ông vua thuộc xứ Kim Địa thấy phép thần biến như vậy, vui sướng, tôn kính, cảm phục, sợ hãi vua Chuyển Luân có thần biến và đức độ vô biên. Ngay lúc ấy, tâm của các ông vua đều vũ hết mọi trần cấu, đắc pháp nhãn tình. Đức Phật thấy các ông đã chuyển tâm quy hướng, nên ngài thu nhiếp thần lực, hiện lại nguyên hình, các đệ tử dây quanh trước sau. Kim Địa và các ông vua thấy Phật oai đức phi thường, thần thông hiển hách,
sinh tâm cung kính, cùng nhau quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con tuy thân làm nhân chúa, còn mê muội chịu ách luân hồi sinh tử, muốn trút bỏ kiến thức hẹp hòi của chúng sinh ràng buộc. Cứu xin ngài từ bi cho xuất gia học đạo. Đức Phật khen ngợi và nói lên rằng: Thiện lai tỳ khưu. Nói dứt lời, râu tóc các ông đều rụng hết, áo cà sa thấy mặt trên mình. Nghe Phật thuyết pháp được hết lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Thấy thế, tôi A Nan tới trước quỳ thẳng, chắp tay bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, vua Kim Địa trước tu hạnh gì, nay được làm nhân chúa, lại được gặp Thế Tôn, lại được đắc quả La Hán, cúi xin nói cho chúng con và chúng sinh đời vị lai được rõ. Này A Nan, tất cả chúng sinh do tạo công đức lành đời trước mà được hưởng quả báo tốt của đời này. Đây cũng là một thời quá khứ sau Phật Ca Diếp nhập niết bàn. Có một ông trưởng giả đã bỏ tiền ra xây tháp, làm chùa và các phòng xá để cúng dường chư tăng. Nào là áo mặc, thuốc thang, giường tòa cùng các món ăn. Rồi nhiều năm sau khi ông chết đi, chùa tháp hư hỏng và các món ăn cũng không còn nữa, cho nên các sư phải đi xứ khác. Con của ông ta đi xuất gia làm tỳ khưu, trở về nhà thấy thế, ra khuyến hóa nhân dân tu sửa chùa tháp và đặt lại các giường tòa cùng các đồ ăn để cúng dường chư tăng đầy đủ, rồi phát nguyện rằng: Nguyện công đức này đời mai sau cho con được phú quý trường thọ và được gặp Phật để nghe pháp và đắc đạo quả. Này A Nan, ông nên biết con của người trưởng giả thời đó chính là vua Kim Địa, tên là Đại Kiếp Tân Ninh. Còn những người dân đã góp tiền của cúng dường giờ đây là một vạn 8.000 các ông vua nước nhỏ bây giờ. Nghe Phật nói xong, ai nấy vui vẻ, phát tâm cầu đạo tu phước, tuân theo lời vàng ngọc, tạ lễ lui ra.